Hello anh chị em. Bạn nào đã theo dõi kênh từ những ngày đầu thì chắc cũng biết rằng chúng mình có một tình yêu đặc biệt dành cho Kai Havertz. Trước đây kênh đã có tới 3 video cá nhân dành riêng cho anh chàng có biệt danh là Kai Haha này. Đợt đấy thì nào là chưa chuyển nhượng xong này, nào là đá rất là chán này, làm cho thầy Arteta còn phải lên tiếng trấn an rằng đá ở Arsenal cũng giống như là tôi tán vợ tôi vậy, phải kiên nhẫn. Và chúng mình cũng có video với tiêu đề y chang luôn. Cứ tưởng là thầy nói cho vui, ai ngờ ông Havertz ông làm thật. Và giờ thì đã tán đổ thành công cô nàng Arsenal vô cùng khó chịu này. Và sau 30 lần đi date với Arsenal thì Havertz đã làm thành công chí nháy vào lưới đối phương và mớm cho đồng đội ăn được 5 phát. Thế anh em có tò mò xem Havertz đã cưa cô pháo này như thế nào không nhỉ? Hãy cùng mình đi tìm hiểu nhá. Hãy like, subscribe luôn đi rồi chúng ta bắt đầu. Chúng mình đã từng nói rất nhiều trước đây về những gì mà Havertz có thể đem đến được. Cả ở vị trí tiền đạo, tiền vệ hay thậm chí là đôi khi là hậu vệ trái. Từ hồi đấy đến bây giờ thì cũng không có nhiều sự thay đổi về mặt kỹ năng, cho nên phần này mình sẽ không đi vào phân tích quá sâu mà chỉ tóm gọn lại những điểm chính thôi nhá. Kai Havertz có một bộ kỹ năng rất phù hợp để đá trong vai trò của một tiền vệ tấn công với thiên hướng chạy chỗ, xâm nhập, tìm kiếm khoảng trống. Havertz sẽ đá cực kỳ hợp với những mẫu tiền đạo có xu hướng hỗ trợ, thu hút sự chú ý của đối phương để mở khoảng trống cho số 29 di chuyển, giống cái cách mà Kevin Volland hồi ở Leverkusen vẫn thường làm. Bên cạnh khả năng chạy chỗ thì cựu cầu thủ Leverkusen cũng có khả năng tranh chấp trên không rất ấn tượng nhờ vào chiều cao lên tới 1m93 theo một số nguồn của mình. Ngoài ra, khoản đánh tay đôi của anh cũng khá là tốt, dù rằng Havertz có một thân hình không quá lý tưởng, nhìn khá là mỏng cơm. Nhưng mà nhờ đó, anh có được một cái khả năng làm tường và hỗ trợ các đồng đội ở mức ổn, dù rằng khả năng xử lý bóng của cầu thủ này không phải là khéo léo cho lắm. Khi không có bóng, những đóng góp của Havertz thì vẫn là miễn chê. Khi mà anh pressing khá là ngon, work rate ổn và sở hữu một tư duy phòng ngự khá tốt, có thể thích ứng dễ dàng theo từng chỉ đạo của các huấn luyện viên khác nhau đề ra. Kết hợp với cái khả năng tranh chấp mà mình vừa nhắc đến xong, thì tiền đạo người Đức cực kỳ ngon đối với những đội bóng ưa thích lối đá pressing tầm cao, khi anh có thể đóng vai trò là người gây áp lực chính ở tuyến đầu của hệ thống phòng ngự. Thế nhưng, đương nhiên là tâm điểm của tranh cãi, cho nên là anh cũng có không ít những nhược điểm như là khả năng xử lý bóng khá là lóng ngóng, vụng về, cũng như kỹ năng dứt điểm tương đối kém nếu mà so với các tiền đạo. Cũng như anh không thể đóng góp nhiều trong khâu phát triển bóng của toàn đội do khả năng truyền bóng cũng như kéo bóng của anh là không quá ấn tượng. Đó chính là những điểm nổi bật mà mình thấy ở anh chàng mang áo số 29 của Arsenal. Giờ thì chúng ta hãy đến với phần chính, đó là dạo này Kai Havertz đá kiểu gì mà lại bay như thế nhá. Chắc là phải mất đến nửa mùa, thầy Arteta cố gò Kai công chúa đá được vị trí số 8 lệch trái mà Granit Xhaka đã để lại mùa trước. Vậy là thầy thành công nên là Havertz nó mới đá hay. Không phải, trái lại đây lại còn là một thử nghiệm mà theo mình đánh giá là thất bại hoàn toàn. Havertz không thể đá trong vai trò của một số 8 liên kết các tuyến khi mà khả năng hỗ trợ build up của anh là cực kỳ hạn chế. Giờ bắt anh đá cặp cùng với một người vốn cũng không quá giỏi trong khả năng phát triển bóng, dù đã có rất nhiều tiến bộ như là Declan Rice thì coi như là mất giữa rồi, còn gì đúng không? Đổi vai trò cho anh làm tiền vệ nhô cao thì cũng không ổn, bởi vì lúc này Martin Odegaard sẽ phải lùi sâu làm nhiệm vụ kết nối và khiến cho cầu thủ người Na Uy không thể thi đấu được ở khu vực half space bên phải ưa thích, làm cho mối liên kết của bộ ba tạo cơ hội chính cho Arsenal là anh, Bukayo Saka và Ben White bị đứt gãy. Bên cạnh đó, với việc Havertz đá cao thì Gabriel Martinelli ở bên trái cũng sẽ bị yếu đi phần nào, khi mà để phục vụ tốt vai trò mà số 29 đá thì Arsenal sẽ cần có một mẫu tiền vệ cánh có xu hướng bám biên, thường xuyên có những tình huống 1v1 thành công với hậu vệ đối phương. Đây thì là những thứ mà vốn không phải là sở trường của Martinelli. Nếu không dùng số 11 người Brazil thì chỉ có mỗi Reece Nelson là hợp đá kiểu này thôi. Nhưng mà thử đặt mình vào vị trí của Arteta xem, liệu bạn có dám làm như thế chỉ để hầu hạ một mình Havertz không nhá? Nếu bạn nói là có thì mình nghĩ là bạn nên ứng cử thay thế Ten Hag ở mùa tới tại MU, bởi vì bạn sẽ là một người tiếp nối vô cùng lý tưởng cho những gì mà thầy Mười đang làm. Chính vì cái nhược điểm như thế cho nên tốt nhất cái giấc mơ tiền vệ Havertz nên được thầy Tạ vo lại và vứt vào giọt rác thôi. Vậy không phải tiền vệ thì thầy đã làm như thế nào? Đơn giản thôi, đó là trả Havertz về với một vị trí mà anh vốn đã quá quen thuộc, đó là một số 9, lai số 10. Ở trong vai trò này, anh có thể phát huy được tối đa những điểm mạnh vốn có trong lối chơi của mình. Dù trên giấy thì anh được xếp đá cao nhất trên hàng công của Arsenal, thế nhưng khác với những số 9 thuần thường xuyên đẩy cao để ghim hàng thủ đối phương lại, thì Havertz lại tích cực lùi sâu, chiếm lĩnh những khoảng trống ở between the lines cùng với Odegaard để có thể overload khu vực trung lộ. Điều này có thể thấy rõ qua vị trí trung bình của anh trong các trận đấu gần đây, khi mà Kai hiếm khi là người chơi cao nhất bên phía Arsenal và gần như lúc nào cũng chỉ đứng ngang hàng với cả Martin Odegaard mà thôi. Ngoài việc sử dụng những pha di chuyển để hỗ trợ overload,
cầu thủ người Đức còn sử dụng nó để thu hút sự chú ý của đối phương. Không ít lần mình đã thấy Havertz lùi sâu về tận sân nhà làm tường và kéo theo một cầu thủ phòng ngự để mở ra những khoảng trống cần thiết cho Saka hay Martinelli khai thác vào. Tình huống này ở trận gặp Brighton là một ví dụ như thế. Khi mà Kai lùi sâu và kéo theo trung vệ của Brighton, mở khoảng trống lớn ở phía sau cho Saka khai thác. Thế nhưng, khi mà Arsenal bắt đầu tiến vào 1/3 cuối sân, thì Kai công chúa sẽ không còn lùi sâu nữa, mà sẽ trở thành một điểm nhận rất uy tín cho những đường tạt nhờ khả năng không chiến dũng mãnh của mình. Và bên cạnh đó, Havertz còn sở hữu khả năng chạy chỗ rất thông minh để giúp bản thân thêm phần nguy hiểm mỗi khi xuất hiện ở trong vòng cấm đối phương. Như quả ghi bàn trong cùng trận Brighton đó thôi, ban đầu số 29 chạy về hướng phía xa, nhưng sau đó anh đảo ngược hướng chạy về phía cột gần, gây bất ngờ và ở nhịp cuối trước khi Jorginho chuyền bóng, anh lại đảo một lần nữa, x2 bất ngờ để chạy vào điểm mù hậu vệ đối phương, nhẹ nhàng tap in, ghi bàn. Lợi thế về việc tranh chấp trên không của Havertz không chỉ được thầy Tạ tận dụng khi đưa bóng được vào vòng cấm, mà còn được dùng để giúp đội bóng của ông có thêm những lựa chọn mới khi triển khai từ tuyến dưới. Mùa này, pháo thủ sẵn sàng bỏ build up và thực hiện những pha bóng dài lên phía trên cho Havertz nhiều hơn, đặc biệt là trước những đối thủ cứng cựa như là Man City hay Liverpool, với tỷ lệ chiến thắng tranh chấp trên không lên tới 48,2%, thuộc phân vị thứ 88 rất cao của các tiền đạo tại Premier League mùa này, thì số 29 của Arsenal thực sự là chả ngán mấy ai cả. Anh sẵn sàng đón những đường bóng bổng và làm tường cho các đồng đội xung quanh, giúp đội bóng thành London có thể vượt qua những tuyến pressing của đối thủ mà không tốn quá nhiều công sức. Như tình huống ở phút thứ 62 trận gặp Man City này, khi mà Raya phất bóng dài, Havertz xử gọn Ruben Dias để có thể đưa bóng tới Odegaard ngay bên cạnh, và thế là một cơ hội đã mở ra cho Arsenal. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là với việc xếp Havertz đá tiền đạo, Arteta giờ có thể tận dụng tối đa được khả năng pressing của anh ở tuyến phòng ngự đầu tiên. Trước đây, nếu sử dụng cả Odegaard và Havertz ở hàng tiền vệ, thì một trong hai sẽ phải đứng dưới trong khối 4-4-2 mà thầy rất thích sử dụng khi mà đội không có bóng. Một điều quá là phí luôn khi mà đây là hai con vợ mà theo mình có khả năng pressing thuộc hàng top tại Premier League hiện tại. Giờ đây, khi đã được đẩy lên đá tiền đạo rồi, thì Kai công chúa hoàn toàn có thể thoải mái cùng với anh trưởng đi dí tụt quần mấy thằng hậu vệ đối phương mà không phải lo nghĩ chuyện gì cả. Muốn biết bị dí như thế nào thì cứ hỏi mấy ông Bayern hôm qua mà xem. Kimmich bị Kai lùa về sát biên trái luôn này. Rồi khi mà số 6 trả về Neuer thì Kai bẻ cong đường chạy của mình, rất chuẩn lý thuyết, để lùa tiếp thủ môn đồng hương. Và khi Neuer đẩy sang cho Dier thì nhiệm vụ của Kai đã xong. Bây giờ đến lượt Odegaard dí, lùa để ép trung vệ này phải phất dài lên phía trên. Đó, với việc được trả về một vị trí thuận chân hơn thì tất nhiên là Kai Ha sẽ múa ác rồi, và anh sẽ chuyển cái chữ Ha đấy thành chữ Verts. Không tính mấy trận big match trước đó thì Kai bắt đầu được đá tiền đạo thường xuyên từ trận gặp Newcastle hồi cuối tháng 12. Cuối tháng 2 chứ. Và kể từ đó, anh đã góp công vào tới 8 bàn thắng chỉ trong có 8 trận mà thôi. Anh chàng Havertz sướng 1 thì cô bạn gái Arsenal của anh chắc phải sướng tới 10. Khi mà pháo thủ hóa điên, nã pháo vào lưới đối phương tới 20 bàn và chỉ để thủng lưới có 4 quả, không thua bất kỳ một trận đấu nào trong giai đoạn này. Thực sự là phải vỗ tay cho thầy Tạ vì đã chấp nhận thay đổi để giúp cho Arsenal trở nên hiệu quả hơn, không còn hình ảnh lóng ngóng và bế tắc như hồi đầu mùa với một hệ thống phức tạp nữa. Hy vọng rằng trong giai đoạn rất căng thẳng sắp tới đây thì pháo thủ và Kai Havertz sẽ giữ được phong độ để tiếp tục đấm nhau với hai ông kẹ Liverpool và Man City cho chức vô địch Premier League. Cũng như là biết đâu đấy, lại tạo được dấu ấn của riêng mình trước những ông lớn tại đấu trường danh giá UEFA Champions League thì sao? Đúng không? Anh em nghĩ gì? Comment cho bọn mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.